Xin chào các bạn, hôm nay công ty thời gian máy bạch xin hướng dẫn cho các bạn cài đặt máy in Q260 bằng dây mạng LAN. Thì đầu tiên các bạn chuẩn bị một cái dây mạng LAN để mà kết nối máy in, kết nối từ máy in đến một cái máy tính. Và các bạn kết nối dây mạng LAN vô máy in. Rồi, đầu còn lại các bạn kết nối vào máy tính. Rồi sau đó các bạn in test từ máy in để mình kiểm tra cái địa chỉ của máy in. Bạn bấm giữ nút fit, bật nguồn, giữ khoảng 2 giây, các bạn thả tay ra. Sau đó cái máy in sẽ in ra cái địa chỉ IP của máy và cái địa chỉ gateway. Đây các bạn đọc IP address và cái gateway. Rồi bước tiếp theo là các bạn chỉnh cái địa chỉ IP của máy tính. Đầu tiên các bạn ngắt kết nối Wi-Fi. Rồi các bạn vào mục Option Network. Các bạn chọn Change Adapter Option. Rồi các bạn đổi địa chỉ của cái Retake PCL này. Các bạn kích chuột phải, chọn Property. Các bạn chọn xuống mục Internet Protocol Version 4, chọn Property. Rồi ở đây mình sẽ kích chọn vào Use the following IP address. Ở đây các bạn nhập địa chỉ của gateway theo như cái máy in 192.168.123. Thì cái dòng ba cái thông số đằng trước này mình nhập giống với cái thông số của máy in. Đây, còn cái địa chỉ đằng sau này các bạn phải nhập khác với cái địa chỉ của máy in. Đây mình nhập là 11. Mang kích xuống đây này nó sẽ tự tạo cái subnet, cái submask này. Ở đây bạn nhập cái default gateway. Thì cái gateway của mình ở đây là 192.168.123.1. 192.168.123.1. Rồi các bạn nhấn OK. Close. Thu nhỏ cái này xuống. Tắt luôn cái này đi. Rồi, sau đó các bạn vào trình duyệt cốc hoặc là Chrome. Các bạn nhập cái địa chỉ của máy in 192.168.123.100. Đây cái địa chỉ này các bạn nhập vô. Enter. Thì mình sẽ kết nối trực tiếp đến cái máy in. Mình config máy in. Mình chọn configuration. Ở đây có hai cách để các bạn kết nối đến cái máy in. Thì cách thứ nhất là các bạn chọn DHCP, tức là mỗi lần bạn cắm dây mạng từ cái switch mạng của công ty các bạn vô thì nó sẽ tự tạo cho máy in một cái địa chỉ IP. Thì mình in test thì nó sẽ ra cái địa chỉ IP đó, hoặc là các bạn nhập IP cứng ở dưới này. Thì các bạn nhập IP cứng thì khi kết nối các bạn nhập trực tiếp cái địa chỉ IP này vô thôi. Ở đây mình chọn cái cách thứ nhất là DHCP. Rồi bạn save. Rồi sau đó các bạn tắt đi. Bước tiếp theo là các bạn kết nối lại Wi-Fi. Thì đầu tiên mình phải chọn lại cái DHCP của máy tính đã. Các bạn chọn Change Adapter Option. Ở đây mình sẽ chọn lại cái IP Automatic. OK.
Rồi. Sau đó mình sẽ kết nối dây mạng của công ty đến cái máy in này. Mình rút cái dây này ra. Và mình sẽ kết nối bằng cái dây mạng của công ty mình. Rồi, bây giờ các bạn in lại để xem cái địa chỉ mới nó tạo ra là như thế nào. Đây thì nó sẽ tạo ra một cái địa chỉ IP mới 192.168.1.12. Thì bây giờ mình sẽ cài driver để kết nối trực tiếp đến cái địa chỉ IP này. Ok, thì đây là cái file driver mình đã tải. Cái file driver này thì mình sẽ để cái bên dưới link video cho các bạn để tiện các bạn lấy. Các bạn chạy cái Xprinter driver V7.77. Yes. Chọn Xprinter XP80C Intel. Nên báo là đã thành công. Bạn còn muốn config printer ngay bây giờ không? Mình chọn Z. Ở đây mình sẽ add cái port là cái địa chỉ IP hồi nãy mình mới in test ra. Đấy, các bạn chọn là add port. Rồi các bạn chọn standard TCP IP port. Chọn new port. Net. Ở đây ở cái printer name or IP address thì các bạn nhập cái địa chỉ IP mới hồi nãy mình mới mới cắm vô cái dây mạng của công ty mình, nó sẽ nó tạo ra được cái địa chỉ này. Thì các bạn nhập địa chỉ này vô 192.168.1.12. Đây 192.168.1.12. Các bạn nhập trùng với cái địa chỉ này. Rồi dưới đây các bạn nhập tên của cái port. Ví dụ đây là máy in Xprinter đi. Xprinter. Rồi các bạn chọn net. Ở đây thì nó sẽ detect đến cái port mình mới nhập. Thì do máy mình hơi chậm nên là nó sẽ detect hơi lâu. Rồi xong. Chạy một hồi thì nó sẽ ra cái bảng này. Các bạn chọn Net. Ở đây là cái device 192.168.1.12. Port name Xprinter. Các bạn chọn Finish. Và bạn tắt cái bảng này đi. Rồi thì các bạn chọn cái tên port này mình hồi nãy mình mới tạo xong đây. Bạn apply. Ok. Rồi bây giờ mình kết nối lại wifi. Xong mình thử in test nó thử vào control panel. Chọn device and printer. Và tìm đến cái driver mình mới cài. Đây hồi nãy mình có cài cái này mình cài sau cùng. Các bạn chọn nhấn chuột phải chọn print property. Ở mục general các bạn chọn print test. Xong, thế là cái máy tính của mình đã kết nối được với cái máy in qua cổng mạng internet, cổng mạng LAN. Rồi mình đã hoàn thành cái việc hướng dẫn các bạn cài đặt máy in qua cổng LAN. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.